Có lẽ nơi phân biệt chủng tộc nhiều nhất trên thế giới chính là hải quân Mẽo. Mùa hè nóng nực, người da trắng có đến 6 ngày trong tuần được xuống nước để giải nhiệt. Nhưng người da đen lại chỉ có một ngày duy nhất vào thứ ba. Anh chàng da đen này muốn phá vỡ quy tắc đó, cho nên anh đã không quan tâm đến sự can ngăn của đồng đội mà trực tiếp phi thẳng xuống biển vào thứ sáu. Thấy vậy, cấp trên liền hạ lệnh bắt anh lên bờ. Nhưng anh đen bơi quá nhanh, ngay cả người có khả năng bơi giỏi nhất trong hải quân khi ấy cũng không phải là đối thủ của anh. Điều này khiến cho đám da trắng thượng đẳng phải chịu thất bại nhục nhã. Anh chàng đó tên là Cabrasser. Từ nhỏ, anh đen đã thể hiện khả năng bơi lội thượng thừa của mình. Nhưng ba đời nhà nam chính đều là nông dân nên không có tiền để phát triển tài năng cho anh. Cha của Ca không muốn sau này con trai cũng nghèo hèn giống như mình. Vì vậy, ngay khi anh trưởng thành, ông đã viết đơn xin cho anh vào hải quân làm việc. Đây là cơ hội duy nhất thay đổi số phận của Ca. Trước khi lên đường, ông đã dặn dò con trai thật kỹ, bất kể có khó khăn thế nào cũng nhất định phải kiên trì đến cùng. Đừng bao giờ quay trở lại nếu như con chưa thành công. Cho nên Ca đã mang theo hy vọng của cha và chiếc radio anh thích nhất lên đường. Ngỡ tưởng sẽ có một tương lai sáng lạng, nhưng khi vào hải quân anh mới vỡ lẽ ra. Ở đây người da đen có thân phận rất thấp hèn, nếu không dọn dẹp vệ sinh thì phải làm đầu bếp phục vụ cho người da trắng. Vì trước đó dám làm trái quy định nhảy xuống biển tắm vào thứ 6 nên Ca đã bị phạt giam. May mắn đại tá Frank đã nhìn thấy sự gan dạ và tài năng hơn người của anh, cho nên ông đã tiến cử anh đi đến học viện hải quân để trở thành một thợ lặn và cứu hộ. Đây là một công việc hết sức nguy hiểm và bạn có thể chết bất cứ lúc nào. Không ngờ ngay sáng hôm sau, nam chính đã được chứng kiến chuyện đó khi một chiếc máy bay vận chuyển hàng hóa cho con tàu bất ngờ gặp nạn. Người đứng đầu đội cứu hộ khi ấy là Sunday đã đưa được một viên phi công lên, nhưng anh ta đã không thể qua khỏi vì ngạt nước quá lâu. Mà Sunday cũng không thể tiếp tục lặn xuống để đưa thi thể viên phi công còn lại lên vì phổi của ông sẽ không thể chịu sự thay đổi sức ép quá nhiều. Cho nên họ đã cử một người khác thay thế. Không ngờ ngay lúc chuẩn bị lặn xuống thì hệ thống cáp bất ngờ gặp sự cố khiến nhân viên cứu hộ rơi xuống biển, dây cung cấp nguồn oxy cũng bị đứt. Sunday liền trái lệnh cấp trên, bất chấp nguy hiểm nhảy xuống biển cứu đồng đội nhưng không thành công. Tỉnh lại trên giường bệnh, ông được thông báo rằng sẽ không thể lặn sâu được nữa vì phổi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chẳng thể chấp nhận được chuyện này nên ông đã nổi điên tấn công người khác trong bệnh viện, kết quả bị đưa ra tòa án binh xét xử. May thay, thẩm phán lại chính là đại tá Frank. Biết Sunday luôn hết lòng vì công việc nên ông chỉ thuyên chuyển người lính cứu hộ dày dặn kinh nghiệm này tới học viện cứu hộ hải quân để huấn luyện các tân binh mới, và ngôi trường ấy cũng là nơi mà nam chính sẽ theo học. Nhưng ngày đầu tiên Ca đến học viện hải quân, vì anh là người da đen nên đã bị sĩ quan huấn luyện cho đứng ở ngoài cổng. Có thể thấy rằng nạn phân biệt chủng tộc ở đây còn nghiêm trọng hơn khi làm việc trên tàu, thế nhưng anh đen không hề bỏ cuộc. Anh đứng chờ trước cổng từ sáng cho đến tận chiều tối, cuối cùng Sunday cũng đã động lòng trước tinh thần kiên trì của anh nên đã đồng ý cho Ca vào trong. Khó khăn lắm mới được nhận, nhưng thứ chào đón nam chính lại là ánh mắt đầy thù địch của đám người da trắng thượng đẳng và một bãi nước bọt. Ở đây không đón tiếp mày thằng da đen ạ. Sunday muốn tổ chức nghi thức chào mừng học viên mới, nhưng đám da trắng lại một lần nữa nói rằng chúng tôi không ở chung với bọn da đen. Nói xong toàn bộ đều xách hành lý rời đi, chỉ có mỗi một chàng trai hiền lành nhút nhát là bằng lòng ở với anh. Bởi vì Snow Hill bị Clam nên đồng đội hay coi thường ghét bỏ, đúng là ở đâu cũng có bọn chuyên bắt nạt người khác. Tối đó Ca đang ngủ thì bị Sunday dùng nước lạnh đánh thức, ông nói rằng đây là cảnh báo tập luyện buổi sáng nhưng lại dùng vòi cao áp xịt thẳng vào người anh. Sau đó còn nhấn đầu nam chính vào trong nước để anh tập nín thở. Rõ ràng hành động có chủ đích này muốn khiến anh biết khó mà lui. Nhưng nhớ đến lời cha nói, Ca đã cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng. Ngày hôm sau trong lúc tập luyện, anh chàng Clam ở cùng với nam chính đã bị Sunday ngắm vào. Bởi vì nín thở chưa đến 4 phút nên anh ấy đã bị khai trừ. Ca vì vậy mà cảm thấy vô cùng áy náy, nghĩ mình chính là nguyên nhân khiến Snow Hill bị loại. Hôm đó khi cả đội đang tiến hành hoạt động hàn nối dưới nước thì đã xảy ra sự cố. Anh đen đứng ra xung phong cùng với một đồng đội khác xuống nước giải cứu. Nhưng ngay lúc tiếp cận được nạn nhân thì thân tàu lại bất ngờ bị sập, đồng đội đi cùng vì sợ hãi nên vội vàng rời khỏi. Dù chỉ còn một mình nhưng Ca vẫn bất chấp nguy hiểm vượt qua nỗi sợ và thành công cứu được nạn nhân lên bờ an toàn. Ngay sau đó Sunday đã tiến hành biểu dương hành động anh dũng này. Nhưng không ngờ người được biểu dương lại là tên đồng đội bỏ chạy trước. Tất cả mọi người đều biết rõ nhưng lại chọn cách im lặng không dám lên tiếng. Chỉ có người được Ca cứu sống đã dùng ánh mắt khẳng định nhìn anh bày tỏ lòng cảm ơn. Cho dù thường xuyên bị đối xử bất công nhưng nam chính chưa bao giờ nản lòng. Dựa vào ý chí kiên cường sắt đá của mình nên mỗi lần tập luyện anh đều đứng nhất, cho đến một ngày anh nhận được thông tin cha mình đã mất vì bệnh nặng. Một người mạnh mẽ như Ca cũng không thể nào đứng vững trước cú sốc quá lớn này. Anh bật khóc nức nở và tìm đến quán rượu để giải sầu. Nhưng ông chủ nhìn thấy nam chính là người da đen liền nói hết rượu rồi. Tên khốn Dylan từng nhận vơ chiến công của Ca cũng đứng dậy đuổi anh đi. Tưởng rằng sẽ được Sunday giúp đỡ nhưng ông ấy cũng nói rằng ở đây không hoan nghênh người da đen. Cho dù cậu rất xuất sắc nhưng nhà trường sẽ không để cậu tốt nghiệp đâu. Điều này thực sự khiến Ca tức giận. Anh muốn thi nín thở với viên chỉ huy. Nếu anh thua thì sẽ tự động thôi học. Nếu anh thắng thì Sunday phải cho Snow Hill cả năm quay lại trường học. Sunday đã đồng ý ngay luôn và lập tức. Đây có lẽ là trận so tài nín thở duy nhất từ trước đến nay giữa học viên và sĩ quan huấn luyện, cũng là trận đọ sức giữa danh dự và lòng tự tôn. Lúc nước ngập đến mũi thì cuộc thi chính thức bắt đầu. 1 phút 15 giây sắc mặt của hai người đều không hề thay đổi. 3 phút 10 giây sắc mặt của bọn họ đã có sự biến chuyển trông dữ tợn hơn. Đến phút thứ tư Sunday bắt đầu chảy máu mũi.
Ông cố gắng nín thở lâu hơn nhưng có vẻ như bệnh tình không cho phép, cuối cùng đành chịu thất bại trước một học viên. Nhưng không vì vậy mà chúng ta phủ nhận tài năng của Ka. Anh đã lấy thân phận một tân binh để chiến thắng thợ lặn cao cấp nhất Học viện Hải quân. Sau đó Sunday đã tuân thủ luật chơi để anh chàng Cà Lam quay lại đơn vị, nhưng việc sĩ quan huấn luyện thua cuộc đã khiến tư lệnh của học viện vô cùng tức giận. Ông ta nghiêm khắc phê bình Sunday và yêu cầu phải tìm mọi cách để đuổi Ka đi. Pullman tuyệt đối không cho phép trong nhiệm kỳ của mình có người da đen tốt nghiệp. Vài ngày sau, nam chính trở về ký túc xá đã nhìn thấy Sunday đứng đó chờ anh. Ông khuyên anh vào buổi thi tốt nghiệp học viên hải quân ngày mai, tốt nhất cậu đừng đến. Cậu có đến cũng không có được sự đối xử công bằng đâu, chúng tôi sẽ không để cậu tốt nghiệp. Ka biết được tình hình liền bắt đầu chế giễu Sunday. Ông đúng là một tên tiểu nhân đê tiện, nếu không biết lặn thì ông chỉ là một kẻ phế vật lỗi thời mà thôi. Nghe xong, Sunday tức giận ném chiếc radio mà nam chính yêu thích xuống đất, còn cầm luôn tấm di ảnh cha của Ka lên và hỏi rằng ông ta đã nói gì mà khiến cậu liều mạng như vậy. Tôi công nhận cậu là một học viên rất xuất sắc, nhưng ngày mai cậu đừng tham dự cuộc thi vì tư lệnh sẽ không để cậu qua đâu. Sunday thực sự không muốn như vậy nhưng ông không còn cách nào khác. Sáng hôm sau, Ka kiên quyết đến địa điểm kiểm tra. Luật thi rất đơn giản, chỉ cần lắp ráp đúng linh kiện ở dưới nước thì sẽ có thể vượt qua. Túi đạo cụ của những người khác đều được đưa xuống dưới nước, nhưng đến lượt Ka thì tên tư lệnh lại ra lệnh cho Sunday rạch rách túi đạo cụ của anh. Ngay khi chiếc túi được vứt xuống, toàn bộ linh kiện rơi rải rác trong nước. 1 tiếng 37 phút đã có người đầu tiên hoàn thành bài kiểm tra, 4 tiếng 19 phút người da trắng cuối cùng cũng đã thành công lên bờ. Nhưng anh ta đã lạnh đến mức run lên cầm cập. Sunday hỏi anh ta nhiệt độ dưới nước như thế nào, dạ lạnh hơn việc phải ôm người tuyết. Đến tối nhiệt độ đột ngột giảm xuống nhanh chóng, dưới biển thì càng lạnh đến thấu xương. Lúc này anh Dan đã ở dưới nước suốt 9 giờ đồng hồ. Tay anh run lẩy bẩy nhặt từng linh kiện rồi lắp ráp chúng lại. Sunday thấy cảnh này không kìm lòng được nữa nên đã xin phép được kéo anh lên bờ, nhưng tên tư lệnh khốn nạn lại hạ lệnh không được kéo Ka lên. Cậu ấy sắp chết rồi thưa ngài, vậy hãy để tên da đen đó lạnh cóng rồi hãy nói. Sunday cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cầu nguyện, hãy bỏ cuộc và lên đây đi cậu nhóc, không đáng để cậu phải mất mạng như vậy đâu. Thế nhưng Ka vẫn quyết tâm tới cùng, anh không thể để ước nguyện của người cha quá cố tan thành mây khói. Thời gian càng trôi qua, mọi người lại càng cảm thấy sốt ruột hơn. Lúc này Sunday không chịu nổi nữa liền ra lệnh kéo nam chính lên, ngay cả những người thường ngày ghét bỏ Ka cũng giúp ông ấy thực hiện chuyện này. Chỉ có tên tư lệnh đáng ghét là cố gắng gào thét ngăn cản, mặc kệ những lời đe dọa cách chức hay đuổi học thì bọn họ vẫn cố gắng kéo Ka lên bờ. Không ngờ anh Dan đã hoàn thành xong bài thi lắp ráp và sống sót trở về trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Sau khi lên bờ, Ka lạnh đến thấu da thấu thịt nhưng ánh mắt của anh vẫn rất kiên định. Khoảnh khắc này anh cuối cùng đã được tất cả mọi người công nhận, dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình anh đã thành công tốt nghiệp học viện cứu hộ hải quân. Trước lúc rời đi, Ka nhìn thấy chiếc radio bị đập vỡ đã được Sunday sửa lại, còn ông ấy vì chống lại mệnh lệnh của tư lệnh nên đã bị hủy bỏ tư cách sĩ quan huấn luyện. Vài năm sau, Sunday đã nhìn thấy Ka trên TV, giờ đây nam chính đã trở thành một người lính xuất sắc, anh Dan đang thực hiện nhiệm vụ cuối cùng với tư cách là trung sĩ cấp cao. Đó chính là vớt một quả bom hạt nhân do đám người da trắng thượng đẳng đánh rơi lên bờ, nếu thành công anh sẽ nhận được vinh dự cao nhất của lực lượng hải quân. Còn không thì anh sẽ trở thành những ký ức, và anh Dan đã thành công trục vớt được quả bom lên, nhưng đúng lúc này ông trời lại trêu đùa anh. Dây cáp đột nhiên bị đứt khiến quả bom rơi xuống nước, anh Dan không ngại nguy hiểm chạy tới đẩy đồng đội thoát khỏi nguy hiểm nhưng anh lại vĩnh viễn mất đi một chân. Sunday không thể chấp nhận sự thật này nên đã chìm đắm trong men rượu, ông nằm trên giường mắng anh là đồ ngu ngốc. Sau khi tỉnh lại, Ka được cấp trên cho tặng huy chương danh dự, đồng thời khuyên anh yên tâm giải ngũ, nhưng nam chính không chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng như vậy, anh yêu cầu cưa chân rồi lắp chân giả vào để có thể quay lại đơn vị. Đương nhiên cấp trên liền từ chối, với tư cách là một người tàn tật, không một ai có thể tin rằng anh có thể tiếp tục lặn được nữa. Vì để chứng minh cho họ thấy, Ka bắt đầu điên cuồng tập luyện, nhưng việc mất một chân khiến anh vô cùng khó khăn. Mỗi lần thử nhảy dây anh đều đau đớn đến mức ngã xuống, Ka lúc này hoàn toàn suy sụp, anh điên cuồng đập cái chân giả của mình. Khi đó Sunday đột nhiên xuất hiện, ê chàng đầu bếp, xem ra tôi đã bỏ lỡ cuộc vui rồi. Ông nói rằng 4 tuần sau thượng tá hải quân sẽ tổ chức một cuộc họp giám định y khoa. Đến lúc đó cậu sẽ bị ép nghỉ hưu sớm, nếu cậu muốn tiếp tục thì phải chứng minh được năng lực của mình, cho nên Sunday muốn giúp Ka tập luyện. Nhờ vậy mà nam chính đã có thể bình phục và thoải mái di chuyển chạy nhảy. Rất nhanh sau đó anh đã đạt được tiêu chuẩn của một người lính bình thường. Trong buổi giám định, đối mặt với sự khó dễ của thượng tá, anh Dan không hề sợ hãi nhưng tên thượng tá lại không muốn để anh vượt qua bài kiểm tra. Hắn mang đến một bộ đồ lặn nặng đến 290 pound và yêu cầu Ka mặc vào rồi bước đi 12 bước. Sunday muốn giúp nam chính nhưng anh lại đồng ý thực hiện bài kiểm tra. Anh dường như đã quen với những lần phân biệt chủng tộc và những bài thử thách giống như địa ngục này. Ka muốn chứng minh bản thân mình có thể vượt qua mọi khó khăn. Mặc bộ đồ rồi đứng dậy di chuyển từng bước về phía trước. Bước thứ 5, chiếc chân giả của anh đã phát ra tiếng rạn nứt. Bước thứ 8, chân giả của anh đã hoàn toàn bị gãy. Các vị, chân của anh ta đã không thể bước đi nữa rồi. Lúc này Ka đau đớn đến chảy nước mắt. Khóe mắt của Sunday cũng rơi lệ theo. Bước tiếp đi chàng đầu bếp. Ông không ngừng lớn tiếng quát mắng để cổ vũ tinh thần cho Ka tiếp tục tiến lên. Cuối cùng anh chàng nhà nghèo với ước mơ thay đổi số phận đã thành công vượt qua bài kiểm tra. Giây phút hào hùng này khiến mọi người trong phòng đều cay cay khóe mắt. Đây là một câu chuyện có thật kể về người lính hải quân da đen đầu tiên của quân đội Mẽo.
Ca đã phục vụ cho quân đội đến 9 năm sau mới giải ngũ. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.